Rồi chị Nhung có gia đình chưa? Mình tưởng tưởng chứ đừng mất mát rồi gia đình. Ủa là sao? Là bị khùng khùng từng từng không có gia đình ha. Trời, mình không biết mình bị khùng khùng từng từng sao? Sao mình biết được? Đi ở nhà dưới này nha, ta nói mình khùng khùng á. Nói chị Nhung khùng khùng hả? Dạ khùng khùng á. Mấy người này nói tầm bậy tầm bạ nè. Dạ. Dạ. Đâu có đúng đâu đúng không? Đúng. Đúng không? Người ta nói đúng không? Đúng. Đúng thiệt hả? Dạ, đúng rồi. Ồ chà. Mát hả? Mát nhiều hay mát ít? Mát. Chị Nhung vui tính như vậy đó. Mát nhiều hay mát ít? Mát kiên, mát chơi cái gì vậy á. Thưa quý vị, vừa rồi thì trên hành trình mà Văn Hiền và anh Ngô Ân đi từ chợ Long Hoa để về khách sạn đó quý vị, thì vô tình gặp một người chị đang ngồi ở trên vỉa hè đó quý vị. Và bây giờ thì cũng đã gần 11 giờ. Văn Hiền mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện của chị nhé. Chị ơi, em chào chị. Gì? Dạ. Gì? Chị tên gì ạ? Nhung. Chị Nhung hả? Dạ. Nhung đi đâu về vậy? Chợ. Đi chợ về. Dạ. Chị Nhung đi chợ về và đi muộn á. Dạ. Ở đây đồ của chị hả? Dạ. Để em đưa vào trong này nhé. Trời ơi. Chai lọ này rồi chanh hả? Chanh. Chanh đồ áo ha. Chị lượm cái gì trong đó quá trời vậy? Chai. Ve chai ha. Dạ. Nói chị Nhung đi ở đâu về hả? Chị Nhung cười có duyên ha. Đó. Có duyên quá trời luôn. Đây chị Nhung có gia đình chưa? Mình tưởng tưởng chứ đừng mất mát rồi có gia đình. Ủa là sao? Mình tưởng mất hết rồi gia đình còn muốn tính tiền nữa. Là bị khùng khùng từng từng không có gia đình ha. Trời, mình không biết mình bị khùng khùng từng từng sao? Mình biết được? Đi ở nhà dưới này nha, ta nói mình khùng khùng á. Nói chị Nhung khùng khùng hả? Dạ khùng khùng á. Mấy người này nói tầm bậy tầm bạ nè. Dạ. Dạ. Đâu có đúng đâu đúng không? Đúng. Đúng không? Đúng. Người ta nói đúng không? Đúng. Đúng thiệt hả? Dạ, đúng rồi. Ồ chà. Mát hả? Mát nhiều hay mát ít? Mát. Chị Nhung vui tính như vậy đó. Mát nhiều hay mát ít? Mát kiêng, mát chơi cái gì vừa vừa vậy á. Mát gì hết gì? Mát vừa vừa ha. Mát vừa vừa. Trời. Đó quý vị. Đó, chị mặc bộ đồ rất là dễ thương ha. Dạ. Đó, tóc tai cũng cột cũng kiểu ha. Ủa chị, hình như chị có phải người kia, chị em hỏi về, có gì chị đừng có ấy nha, đừng có buồn nha. Chị có phải người Khmer không? Người Khmer hả? Người Thái. Người Thái hay người Khmer? Người Thái nhưng mà. Người Thái lai Khmer ha. Ồ, hèn chi chị đẹp. Có một cái sắc đẹp quá trời nè. Đôi mắt đẹp. Người đen. Hả? Người Thái rồi đen thui, da thơ đen thui mà miệng cứ đáp làm ra cứ đáp. Da chị đâu phải da đen đâu, da chị có một đen. Con kia là nước Việt, con kia là hai nước mà nước Việt trắng nữa. Nước Việt trắng hơn nước Campuchia hả? Hai nước, nước Việt nước Mỹ, nước Việt nước Campuchia. Nước Việt với nước Campuchia ha. Dạ. Rồi, chị, cha mẹ chị tên gì chị nhớ không? Ba ông bệnh to, má lớn thì ánh. Sao chị nói sao? Ông ba thì dân ba, má thì giờ cho, còn má lớn thì trung thì ánh. Chị nói. Một cho ba ánh người á, ba người như đó. Ba tên gì hả chị? Ba tên Bang. Dạ Bang. Bang. Dạ. Họ tên là gì nhỉ? Dân Bang. Dân Bang. Tào á. Tào Văn Bang. Dạ.
Vậy là lai tàu hả? Lai tàu. Sao chị lai tùm lum vậy? Lai nhiều nước. Chứ cho em một cách nước không à. Nước này à. Một cái nước lớn à. Vậy đó ha. Dạ một cách nước à. Là sao? Rồi chị Nhung ăn gì chưa? Khát nước không? Dạ uống. Đem lấy cho chị chai nước này. Lấy cho chị Nhung chai nước cái gì nha. Người phụ nữ mà sao thấy tội dữ vậy trời. Đó, chị Nhung, em chị chai nước hả? À? Chị mở uống, chị uống nước, nước mới đó. Nước mới đó chị. Ra đó. Nước vậy? Ngon luôn. Chai nước ăn qua Vina đó. Chị mở uống đi chị, chắc đang khát nước đúng không? Đúng không? Đúng ăn qua Vina không? Ăn qua Vina. Nước này là nước thương hiệu đó. Rồi chị Nhung, ba là tên là Đào Văn Ban. Văn Ban hả? Tàu chứ Đào. Tàu nước mẹ. Văn Ban. Mẹ thì tên gì hả chị? Tần Thị Cho. Trần Thị Cho. Trần Thị Cho. Dạ. Rồi. Bà Trần Thị Cho. Dạ. Kết duyên với ông Văn Ban. Dạ. Đẻ ra chị Nhung. Chị Nhung. Dạ. Rồi con chị có ăn em gì đâu? Còn má lớn thì bà trước thì má trước, má em má nhỏ má trước thì Trương Thị Ánh. Dạ. Trương Hồ Tàu, Hồ Nước. Từ. Má trước là Trương Thị Ánh. Nước Tàu nước Hẹ. Má trước nước Hẹ. Là sao? Má lớn nước Hẹ chứ má trước má lớn, má lớn má trước má lớn. Má lớn cùng má, em má, má em nói về sao? Vậy nè, ba của chị có một người vợ lớn rồi. Dạ. Bắt đầu là mẹ của chị. Dạ. Ba của chị mới lấy chị uống nước đi. Mẹ của chị là má nhỏ rồi sanh ra chị. Đêm nó muộn rồi mà. Chị rồi có mấy người anh em? 9 người em. Chị bao nhiêu? 9 người anh em. 9 người anh em chị thứ mấy? Dạ, con chồng có mấy người thương vợ, có người hắn chồng có vợ. Chị thứ mấy? Thứ 9. Chị út hả? Út luôn. Út Nhung. Hai đứa em luôn, hai đứa em trai nữa. Vậy là út nữ. Út nữ, hai em trai nữa. Dạ. Bây giờ chị có thể nhớ tên hết mọi người không? Có gì vậy chi vậy? Nhớ tên. Đâu có em hỏi vậy để em biết. Hình như họ tên hình họ luôn hả? Thì nhớ tên từng người không? Người lớn, người thứ hai thì tên gì? Tên Liền. Tên gì? Liền với họ Liền. Liền tên mà con người biết tên người biết họ không biết không biết họ. Không nhớ hết Thôi nói tên cũng được rồi. Tên. Người tên Liền ha. Thứ tư hả? Thứ ba, thứ hai rồi thứ ba tên gì? Thứ ba chết. Thứ tư gái. Thứ con gái tên gì? Thứ ba tên gì chị? Thứ ba chết. Ba chết. Chết. Thứ tư Lai Phương gì á? Phương. 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 Giấy trong giấy Phương nghĩ Phương là con gái. Rồi thứ Nam Quang, Văn Quang. Thứ năm tên gì? Nam Quang, Văn Quang. Văn Quang. Dạ. Thứ sáu. Thứ sáu là Văn Thúy Mai. Cái gì? Mai. Văn Thúy Mai. Văn Thúy Mai. Văn Thị Tuyết Mai. Văn Thị Tuyết Mai ha. Thứ bảy thì ông chùa hồi đó lẻ bệnh nó hay lẻ chứ lẻ. Để thì không ra, bệnh nó móc ra. Em bệnh nó la móc ra, móc con ra thì hai mẹ con, hai con đẻ ra được. Mà mẹ chết trước. Mà lớn chết trước rồi mà con đẻ mấy chục năm á, có chồng con đẻ đứa con á. Mấy chục năm con có cháu rồi đẻ con lớn mấy tuổi rồi đẻ thì chết luôn. Ủa là sao rồi? Thứ bảy. Thứ bảy. Tám là cũng cầu. Thứ Phương nữa. Chính là em. Mười lần tỷ nè, rồi với ông chồng ông Hải nè, ta Úc lần sáng. Úc thần qua hoài. Vậy đó. Má nó cùng á. Em nghe tiểu sử của chị mà em cũng rối loạn luôn nè. Dạ. Đó, kính thưa tất cả quý vị. Chị rồi chị nói đây. Quê quán gốc là chị nói thật lòng cho em nhé. Quê gốc chị ở đâu? Quê hả? Dạ, quê hương á. Quê hương là Trùng Khế Ngọt. Hồi đó đẻ không biết quê hương là Trùng Khế Ngọt không biết. Đúng rồi, chị sinh ra đâu? Hồi đó sẽ đẻ đây má với rồi má với Bến Cầu á. Chị Bến Cầu. Bến Cầu giàu á. Chứ giận á. Chứ Phương Nhuận Sài Gòn hả? Đẻ ở dưới. Rồi đây có chồng ở đây, rồi đẻ đây ở đây. Chứ không phải không quê đâu hả? Sao đây à? Rối quá nhỉ? Sao rối lắm chứ vậy? Là nhiều lắm. Ông có tàu không qua, không biết. Ông ở tàu qua, rồi không biết. Rồi chị đi lên đây khi nào? Mấy ngày rồi? Mấy ngày.
mấy tháng rồi. Mà chị đi những đâu rồi? Chị nói đầu tiên là ở chị đây đi... à, từ ở dưới cửa bố xuống lên trên cung à, trên đây à, lên quẩy à, ra đây có hai chỗ. À, là chị ở đây bao nhiêu năm rồi? 3 năm rồi. 3 năm hả? Dạ. Sao chị năm. Sao chị không về có. Nhà? Có. Mà ông lên đây lên chợ 3 năm cũng dưới nhà mấy chục năm. À, ở dưới nhà mấy chục năm đúng rồi. Rồi sao chị không ở nhà nữa mà chị lên đây chi vậy? Ở đó không tiền ăn giờ không tiền ăn quê tiền ăn giờ không tiền ăn sao vậy không? À, không có tiền về hả? Chị thật sự chị nhớ nhà chị không? Có nhớ nhà chị nhớ đường về không? Đi về rồi. Đi về về hoài hả? Nhà âm tùm nó nổ bệnh chết nổ âm tùm đấy con tay giết hoài. Cái gì thuốc nổ hả? Sớm nhà giết hoài giết vô. Giết người hả? Giết người ngay nào cũng giết người nhà giết cái nhà người á. Đó. Ngay đầu ngu rồi, cái đầu vô đầu không nghe gì hết, nổ lớn. Có nổ lớn là chết giết, người ha. Họ giết đầu ngu không nghe. Là sao nổ nhức đầu luôn không nghe. Tâm giết không có nghe. À. Dạ. Cô thấy cô nào đây, chị nào đây lâu chưa? Cửa 4 chứ bệnh viện hả? À. Mình cũng gần đây mà sao không về ta? Vậy đó. À đi về ha. À chiều tối ở đây nè chứ ban ngày nó đâu ở nhà bạn. À ban ngày ở nhà còn tối ra đây ngồi ha. À. Quý vị thấy cái chỗ mà cô hay ngồi đây hay ngồi và nằm ở đây đúng không? Nằm đó. Buổi tối ngủ ở đó luôn hả chị? Nằm mấy cứu hộ kêu bả vô hoài. Cứu hộ hả? À kêu bả vô từ chút xíu qua lại nữa à. À. Bán cà phê bên đây phụ cà phê biết nay ba bị bệnh nhiều người ta không biết. À là hồi trước là có phụ bán cà phê đây ha. À. Bây giờ là bị bệnh nhiều đồ ăn cái kia ở kia là người ta cho cô đó ha, cho chị ha. Bà ăn không hết đâu. Ăn không hết ha. Đó bánh mì rồi bánh rồi chuối rồi tùm lum tùm la kìa. Dạ. Yeah. Chị em nhà chị gần đây mà. Nhà gần đây đúng không chị Nhung? Cái 4 nè, cửa này cứ ngồi một cứ sẵn cái 4. À vậy đó ha. Cần mà xong về nhà đi, tối ra đây làm chi? Giờ về nghe hai. Hả? Giờ về nghe. À giờ về ha. Ờ. Thôi được rồi nè. Về là bây giờ cầm là anh em cho chị tiền uống cà phê nhé. Dạ. Được không? Hả? Được ha. Thôi cho ít uống cà phê thôi chứ cho nhiều. Nhưng mà về nhà ngủ nha, không có ngủ ngoài đường nha. Ừ. Không cần nhiều ha, cần ít uống cà phê thôi nha. 1.000 thôi. Bao nhiêu? 1.000 thôi, 2.000 thôi. Vậy hả? Ừ. Bao nhiêu? 20.000 hả? 50.000 thôi. 50.000 thôi chứ lên. À 50 ha. Ừ. À. Xin là cũng ấy ha. Bây giờ không biết là có bao nhiêu nè. Xin số trắng thôi ha, không lấy số lẻ ha. Ừ. Ok đi. Làm phụ rửa ly cho người ta đấy. À, phụ rửa ly rồi chén ha. Lâu sạch sẽ lắm. Hôm nay là mới chừng năm mấy năm nay mà nặng gì chứ. À. Làm cái phòng bưng cà phê rồi đi được mà. Em có dạ. Có còn đưa ai đây có tiền lẻ nhóc. Bà ăn bụi của bà chết rồi bà. 50 cho chị 50 chị uống cà phê thôi ha, 50 được ha. Dạ. Yeah. Bây giờ để thử coi chị có biết tiền hay không. Biết, cũng tiền. Biết không? Bây giờ cái này mình giá là chị biết cái này chị nói mình giá tiền giùm em nhé. Không biết tiền rồi. Thì ít đi nhiều không biết. Mấy ngàn, mấy biết không. Rồi bây giờ đây, cái tờ này tờ mấy ngàn? Tờ này tờ mấy ngàn? 1.000. 1.000 hả? Tờ này. 2.000. Đâu có này cũng mua hai cây 1.000 nữa là 2.000. À cộng lại thêm 1.000 này nữa là mấy ngàn? 3.000. Thêm 1.000 này nữa là mấy ngàn? 4.000. Rồi thêm cái tờ này nữa là bao nhiêu? 9.000. Trời ơi răng mà vậy mà ai mà ai nói tưng tửng vậy trời. Rồi cầm trước bấy nhiêu này ha, mấy ngàn tờ này bao nhiêu? Mấy ngàn? 20.000. 20.000 hả? Ừ. À nữa không? Ừ đi. Ai lắm nữa đi vô. Rồi khôn á. Tờ đó bao nhiêu? 20.000. Rồi tổng cộng bây giờ đếm lại là bao nhiêu nè? 20.000 nè. À đếm lại coi. 2.000, 4.000, 1.000, 2.000, 3.000, 9.000. Trời ơi. Ai nói ít đó tiền ít đó thầy biết. Còn nhiều không biết. Nhiều không biết hả? Tính được. Vậy ha. Tính tiền. À ít ít thì biết ha. Bởi vậy đó thôi à, em trong bóp em còn có 49.000 tiền lẻ gửi chị nhé. Vậy uống cà phê được không? Vui không? Vui ha. Hát bài đi. Không nghe. Vậy kể chuyện đi. Cái gì vậy? Oh.
về về cỡ con ca nó kéo đường về nhà chéo từ 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 kéo về giết mấy như bây giờ kể chuyện gì vui vui ra kể chuyện đi à về hát câu đi hát câu được á hát câu tặng hai hai ba dậu hôm nay nghe chú ca cược ca nhã rồi không nhạc đâu ca ai đứng trong vừa đi à rồi ai đứng như bóng ca được miễn nhận những cái nghèo à à, không được cứ ghẹo hả? Chị cứ hát tự nhiên thôi, không có ghẹo à, ca không được. Hát tặng em bài đi. Không được, ca không được à. Làm câu đi. Làm câu cũng được. Câu gì ca? Ca đọc thơ ha. Ca nhạc đâu ca cũng được mười nhạc. Hôm nay chiều chủ nhật anh bảo rằng anh đến tìm em. Đường Quang Trung lá đổ. Được không? Nghe được không? Chị Nhung thuộc bài gì nhỉ? Không ai nhà mới không nhà. À, chị thuộc bài gì? Thuộc bài hiểu người gì? Hả? Giờ có nhà đâu ca? Nhạc kéo kéo lên rồi cứng lắm mẹ hay. Chị gần nhà đấy không? Gần rồi về... nói kéo. Thôi bây giờ này, nói chuyện với chị Nhung cũng rất là vui nè. Em cũng rất là mến chị Nhung nè. Bây giờ là chị em muốn chị đi về nhà nghỉ ngơi được không? Giờ về. Giờ về ha. Giờ về ha. Ok. Rồi, đội cái nón vô, sắp đồ đứng lên nó, cầm chai nước. Có tiền rồi vui về ha. Có tiền ngày mai uống cà phê rồi về. Rồi có tiền uống cà phê rồi về. Vui không chị? Vui. Vui. Rồi cất tiền đi. Có chừng rớt nha. Trời ơi thấy không? Cầm tiền còn gài không? Dạ. Chị cầm chai nước về uống luôn kìa. Cầm chai nước chị. Túi đồ nè. Về nha. Vâng. Nè. Bây giờ nè. Mai mốt bây giờ là chị ở hay ở chỗ nào nhưng mà đừng không ở chỗ này nha. Mai mốt em qua em gặp chị em cho tiền tiếp. Mỗi ngày em gặp chị em cho tiền chị uống cà phê ha. Gặp một lần thôi. Nhưng mà ở nhà nhá. Không có ra đây nữa nha. Ok, hứa không? Hứa. Hứa nha. Ngoan ha. Không có được họ hứa nữa nha. Đừng nói mà hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều. Rồi, sắp đồ đi, sắp đồ đi về đi chị. Em ơi. Rồi, về ngủ ngon vậy ha. Rồi, bây giờ sao? Bye bye. Tay chào nhau. Một lần. Không ca, không ca nhạc giật đó. Không ca nhạc giật. Nhạc giật đó. Rồi, đi về liền nha. Đi về ngủ chị ha. Em theo dõi đó, chị mong về là... em lấy lại tiền đó. Không về là lấy lại tiền đó. Đó cửa số 4 rồi đâu chị? Cửa số 4 đâu? Ủa sao chị đi qua bên này vậy? Ủa sao? Đi lại đây hồi bữa phải ra đây mới nằm được á. Chị em à. Nằm đi. Mấy thằng bộ mấy bảo hộ của Phúc á, ta lại đây ta kêu cái cũng đi hồi cũng quay lại. À bảo là cứ ở điểm này hả? Cứu hộ của anh Đặng Văn Phúc á ha. Không đường đó đó. Có hai điểm này à. Mua nước thì qua bển mua. Vậy đó ha. Đi hỏi thằng vòng hỏi mới lại như vậy. Dạ. Đã quen thuộc rồi đó. Rồi. Kiểu này không. Rồi, đi về liền cho em, nhanh. Về liền, đi về cũng lấy lại tiền nè. Về liền. Đó quý vị, vừa rồi thì Văn Hiền và anh Ngô Ân đang trên đường đi về khách sạn thì vô tình thấy một người chị đang ngồi ở trên khuôn viên ở trên dọc đường này đó quý vị. Đó. Thì theo như lời chia sẻ của một số chị em ở đây thì bảo là nhà chị Nhung ở gần đây. Và Văn Hiệp cũng hy vọng là chị sẽ đi về đúng căn nhà của mình và sẽ không còn đi lang thang ở trên này nữa. Và bây giờ thì Văn Hiệp cũng xin trở về khách sạn của mình đây. Chị Nhung đã đi về hướng này. Và theo như lời chia sẻ của một số chị em ở trên này thì bảo là chị hay đi từ hướng này lên. Vậy nên bây giờ anh em sẽ dõi theo cái hành trình phía sau của chị xem có phải chị đi về ngôi nhà của mình không. Đó được. Chị đã đi qua bên kia rồi. Mong là chị sẽ đi về ngôi nhà của mình. Bây giờ Văn Hiền sẽ dõi theo hành trình của chị để xem chị đi đâu quý vị nhé.
có cái việc. Một người phụ nữ là cũng nhanh nhẹn, cũng nói chuyện cũng lưu loát, mà có cái là răng không còn nên nói nghe không có rõ thôi, chứ nói chuyện cũng lưu loát lắm. Rồi tối lang thang ở ngoài đường vậy đó. Họ chỉ đang đi qua đường, vẫn đang đi tiếp thôi. Không biết là nhà ở đâu nữa. Đã đi qua bên đường đấy quý vị. À mà chị đi ngược chiều không à? Đó, cứ đi giữa đường mới đi ngược chiều như vậy đó. Nãy giờ rất chị mất phương hướng đó quý vị. Thấy đứng một hồi rất là lâu ở giữa đường. Và hai anh em đã đến để hối cho chị về. Về chưa? Về.